Mới đây, một số hình ảnh Hyundai Tucson lộ diện ở Việt Nam đã xuất hiện trên mạng xã hội. Những hình ảnh về Hyundai Tucson O'Neill được cho là đang trong quá trình đăng kiểm khiến nhiều người tò mò. Dù đã xuất hiện tại Việt Nam nhưng chưa thể khẳng định Hyundai Tucson thế hệ mới có được TC Moto phân phối chính hãng tại Việt Nam trong năm nay hay chưa. Như nhiều mẫu xe Hàn Quốc khác, chiếc Hyundai Tucson này cũng có về nước để phục vụ cho cơ quan ngoại giao. Hiện tại, Hyundai Tucson đang được các đại lý giảm giá mạnh tay vài chục cho đến gần 100 triệu đồng. Đây là xu thế chung của toàn thị trường khi các hãng xe đang tìm cách vực lại doanh số sau thời kỳ xuống dốc do giãn cách xã hội, nhưng cũng có thể là do động thái dọn kho để đón xe đời mới của các đại lý. Theo giấy chứng nhận hồ sơ đăng ký, Tucson được cấp vào ngày 18 tháng 10 năm 2021 và tên doanh nghiệp chính là đơn vị phân phối thương hiệu xe Hyundai tại Việt Nam. Cụ thể, Hyundai Tucson 2022 được đăng ký với 4 phiên bản, cùng động cơ xăng 2.0 lít, một phiên bản động cơ dầu tăng áp 2.0 lít và động cơ xăng tăng áp 1.6 lít. Với những thông số động cơ trên, Tucson sẽ giống hết đời cũ đang bán. Tuy nhiên, dù dung tích động cơ giống đời cũ, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Tucson đã khác. Từ đó, có thể suy đoán Hyundai Tucson 2022 sẽ sử dụng động cơ mới. Với bản máy xăng, Hyundai Tucson 2022 có mức tiêu thụ nhiên liệu 8,1 lít trên 100 km đường kết hợp, 11 lít trên 100 km đường đô thị và 6,5 lít trên 100 km đường cao tốc. Trong khi đó, bản máy dầu của Hyundai Tucson 2022 tiêu hao 6,3 lít trên 100 km đường hỗn hợp, 7,7 lít trên 100 km đường nội đô và 5,4 lít trên 100 km đường cao tốc. Đáng chú ý, Hyundai Tucson 1.6 lít turbo lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động 4 bánh. Đây sẽ là cải tiến đáng giá của mẫu crossover này so với các đối thủ cùng phân khúc đang bán ở Việt Nam. Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới đã bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ với hai biến thể, động cơ xăng và hybrid. Phiên bản plug-in hybrid sẽ được ra mắt vào mùa hè 2021. Giá bán cho từng phiên bản cụ thể như sau. Với các phiên bản sử dụng động cơ xăng, Hyundai Tucson 2022 SE từ 26.135 USD, phiên bản SL từ 27.685 USD, phiên bản N-Line từ 31.785 USD, phiên bản Limited từ 35.885 USD. Với phiên bản sử dụng động cơ hybrid, Hyundai Tucson Hybrid Blue 2022 từ 30.235 USD, phiên bản SL từ 32.835 USD và cuối cùng là phiên bản Hybrid Limited từ 38.535 USD. Về ngoại thất, Hyundai Tucson 2022 có ngoại thất với nhiều chi tiết khác với phiên bản tiền nhiệm, được thiết kế theo phong cách táo bạo của ngôn ngữ Sensor Sportnit thể thao gợi cảm. Ngoại thất nổi bật với những đường cong mềm mại kết hợp với bề mặt góc cạnh, đường nét thiết kế sắc sảo. Phần đầu xe được thiết kế hoàn toàn mới với diện mạo mới trông gầm hố và cá tính hơn, với lưới tản nhiệt cabin kích thước lớn tích hợp đèn chạy ban ngày. Khe gió kích thước lớn được đặt ở càn trước. Thân xe nổi bật với những đường cân tạo hình khối cơ bắp cùng vòng bánh xe được thiết kế vuông vức, tăng vẻ đẹp nam tính, khỏe khoắn cho chiếc xe. La răng đai chấu kích thước 17 inch cho phiên bản tiêu chuẩn và 19 inch cho bản cao cấp. Phần đuôi xe được thiết kế hoàn toàn mới. Cụm đèn hậu LED được thiết kế với các hình tam giác có sự tương đồng với thiết kế đèn ban ngày phía trước. Hai bên được nối lại với nhau bằng một dải đèn mảnh. Hyundai Tucson 2022 có kích thước lớn với chiều dài cơ sở 2.755mm, dài hơn 86,4mm so với bản tiền nhiệm, mang đến khoang cabin rộng rãi và thoải mái hơn. Về nội thất tiện nghi, không chỉ được thay đổi mới về thiết kế mà Hyundai Tucson 2022 còn được hãng xe Hàn Quốc tinh chỉnh về nội thất tiện nghi. Nội thất Hyundai Tucson 2022 tập trung cho cả người lái và hành khách, sẽ được trang bị hệ thống điều hòa tự động, cửa sổ điện. Với phiên bản tiêu chuẩn, Tucson 2022 được trang bị hệ thống âm thanh 4 loa, màn hình thông tin giải trí kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay. Màn hình kỹ thuật số hiển thị các thông số của xe, nhiên liệu, vận tốc, chế độ lái, kích thước 4,2 inch. Hyundai Tucson hỗ trợ khởi động bằng nút bấm. Với phiên bản cao cấp hơn, sẽ được bổ sung thêm một số tiện ích như ghế chỉnh điện, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan có tính năng xoay gương, hệ thống điều hòa tự động hai vùng, cửa gió hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 8 loa Bose và màn hình thông tin giải trí kích thước 10,25 inch. Ghế Hyundai Tucson 2022 được trang bị tính năng sưởi và thông gió. Hyundai Tucson 2022 có kích thước chiều dài cơ sở lớn hơn phiên bản tiền nhiệm nên dung tích của hành lý cũng tăng thêm 218 lít, tổng dung tích của hành lý 1.096 lít. Về vận hành và an toàn, phiên bản tiêu chuẩn Hyundai Tucson 2022 được trang bị động cơ Smart Trim 2.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 187 mã lực và mô men xoắn cực đại 241 Nm. Kết hợp hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn và tùy chọn hệ thống hatchback AVKD. Phiên bản hybrid động cơ xăng 1.6 lít tăng áp, sản sinh công suất 177 mã lực, kết hợp với một motor điện 59 mã lực.
gói pin 1,49 kWh cho tổng công suất 226 mã lực và mô men xoắn cực đại 350 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp được điều chỉnh đặc biệt. Hyundai Tucson 2022 được trang bị một số tính năng an toàn hỗ trợ người lái như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo tài xế mất tập trung, cảnh báo người ngồi phía sau, kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop Go, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù khi có phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh. Có thể nói, Hyundai Tucson đời mới có sự lột xác hoàn toàn từ thiết kế ngoại thất và nội thất. Tuy vậy, vẫn chưa chắc chắn Hyundai Tucson 2022 có được Thaco phân phối chính thức tại nước ta hay không. Do đó, chúng ta vẫn phải chờ thông tin từ hãng trong thời gian sắp tới. Bạn có đánh giá gì về Hyundai Tucson thế hệ mới? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.